Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hello everyone and welcome to our YouTube channel. Mấy chú vịt ngồi xuống để cho mình quay phim chút xíu ha. Chú vịt này là ai? Tôi là vịt ba. Còn chú vịt kia? Tôi là vịt mẹ. Ở đây là thành phố Edmonton, Canada. This is Edmonton, Canada. Ai là anh hai? Đừng nhì để cho mình xem chút xíu ha. Dạ, tôi là anh hai. Ồ, anh là anh hai hả? Rất là dễ thương quý vị ơi. Chỉ hỏi anh hai thôi là anh hai đứng dậy liền. Đăng ký để ủng hộ kênh. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Ở cái hồ này á, có một cái gia đình vịt rất là dễ thương. Còn anh kia là ai? Tôi là ông ngoại. Ai là chị em gái? Ngồi xuống để cho tôi xem ha, để tôi đếm coi là được mấy người chị em gái ha. Dạ em là em gái. Em cũng là em gái. Em cũng là em gái. Em cũng là em gái. Là một em gái, hai em gái, ba em gái, bốn em gái á quý vị. Một, hai, ba, bốn, bốn em gái, bốn chị em gái đang ngồi á quý vị. Rất là dễ thương. Ông ngoại ơi, bà ngoại đi đâu ông ngoại? Bà ngoại đi. Gia đình mình ai là Út vậy? Ngồi xuống để cho tôi xem ha. Dạ Út ở đây. Bây giờ mình mở nhạc cho quý vị nghe ha. Xong rồi mình đi qua bên cái hồ bên kia, qua cái phía bên kia, xong rồi mình đòi mấy con vịt này nó lội qua bên sông, xong rồi mình quay ở phía bên đó, xong rồi rồi để cho quý vị xem là cái gia đình vịt này đi qua sông như thế nào. Và xin mời quý vị đón xem ha. Thank you.
Cảm ơn quý vị đã xem. Thank you for watching. Và mong hẹn gặp quý vị lần sau. Hope to see you next time. Bye bye. Xin chào quý vị.